Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, gây ra thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc vào ngày 28 tháng 8, có 241 con sông ở Trung Quốc có lũ siêu cảnh báo và 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị thiệt hại do lũ lụt vào khoảng 120 tỷ đài tệ. Theo báo cáo truyền thông tổng hợp, lũ lụt ở thượng nguồn sông Gia Linh, thượng nguồn và trung lưu sông Phụ Giang, thượng nguồn sông Đà Giang và thượng nguồn sông Mân Giang đã vượt quá kỷ lục lịch sử và lũ lụt vẫn đang chảy đến thượng nguồn sông Dương Tử. Lũ lụt cũng đang xảy ra ở trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Vệ Hà. Cơ quan quốc phòng cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà năm nay rất nghiêm trọng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã công bố tình hình lũ lụt vào chiều ngày 29 tháng 8, chỉ ra rằng trận lũ số 2 của sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp sẽ cũng mở ra đỉnh lũ lớn nhất trong năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự đoán rằng sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vào 2 ngày tới. Ở Nam Trung Quốc, đặc biệt là phía Tây lưu vực Tứ Xuyên sẽ có mưa bão lớn. Vào ngày 28 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo. Khâu Văn Song, Phó thị trưởng thành phố Hình Đài kiêm Phó chỉ huy trưởng trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán đã có phản hồi đặc biệt về những vấn đề nóng hổi được cư dân mạng và xã hội quan tâm. Khâu Văn Song nói rằng lũ sông Kỳ Ly không phải do con người xả lũ gây ra. Trận lũ này là lớn nhất kể từ tháng 8 năm 1998. Chỉ có một hồ chứa nhỏ Đông Xuyên Khẩu không thể kiểm soát ở thượng nguồn sông Kỳ Ly. Không có cổng kiểm soát và không có vấn đề xả lũ nhân tạo. Có hai nguồn nước lũ chảy vào sông Kỳ Ly, một từ tràn hồ chứa Đông Xuyên Khẩu và từ một khu vực miền núi phía Tây vào rãnh thoát nước phía Tây của dự án dẫn nước Nam Bắc. Từ 3 giờ sáng ngày thứ Bảy đến 0 giờ ngày Chủ nhật, lượng mưa ở cả hai khu vực đều vượt quá 360mm, chiếm 60% lượng mưa hàng năm. Khiến mực nước của hồ chứa một tăng vọt, hai dòng nước mưa chảy vào sông Kỳ Ly cùng một lúc, tạo thành một trận lũ lớn khó ngăn chặn. Khi sông Kỳ Ly thu hẹp nhanh chóng tại cầu Đại Tiên, lũ lụt đã tràn qua chỗ vỡ bờ kè và làm ngập các ngôi làng trong khu vực phát triển. Tóm lại, thảm họa trong khu vực phát triển là do nguyên nhân tự nhiên, không phải do xả lũ nhân tạo. Vào hôm thứ Ba, theo dự báo của Đài quan sát khí tượng thành phố Hình Đài sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong thời gian mưa, căn cứ vào tình hình lượng mưa, báo cáo mưa được điều chỉnh theo thông tin lượng mưa mỗi giờ. Đài quan sát khí tượng thành phố cứ 2 giờ lại công bố thông tin trên đài truyền hình thành phố, WeChat, Weibo và trang web, màn hình lớn trên đường phố và các kênh phổ biến thông tin khác về mưa, từ 22 giờ ngày thứ Năm đến 8 giờ ngày thứ Sáu để phổ biến rộng rãi đến công chúng. Đối với những thôn vùng hạ du hồ chứa có khả năng điều tiết, chính quyền đã có cảnh báo sớm và có những sắp xếp đồng bộ từ trước. Do lượng mưa lớn đột ngột và ngắn hạn, khu phát triển đã được thông báo vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày thứ Sáu và khu phát triển đã ngay lập tức vào làng Đại Tiên để tổ chức chuyển dân. Lúc đó, nước đã bắt đầu tràn vào làng. Mưa xối xả dữ dội khiến nhiều con sông bị lũ cuốn, khiến nhiều nơi trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn, khu phát triển bị ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Hình Đài lần đầu tiên thực hiện công tác cứu trợ thiên tai, chủ động loại trừ các tình huống nguy hiểm, đồng thời chuyển cứu hộ và tái định cư cho quần chúng nhân dân. Khi lũ rút dần và tình hình nguy hiểm ổn định, các cấp đang tiếp tục xác minh thống kê toàn diện và chính xác hơn về tình hình thiên tai. Tính đến 7 giờ ngày 28 tháng 8, xác minh trên địa bàn thành phố đã có 25 người chết và 13 người mất tích, trong đó 17 người chết tại khu vực phát triển và 1 người mất tích. Danh sách tử vong cụ thể đã được công bố. Sau khi lũ lụt xảy ra, thành phố Hình Đài đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống cứu nạn và chống lũ lụt, đồng thời dốc toàn lực để giải cứu người dân. Các đồn binh lập tức khẩn trương vào khu phát triển, bố trí 28 thuyền xung kích, hơn 280 cán bộ chiến sĩ và tổ chức 1.200 cán bộ quần chúng địa phương ứng cứu, bảo vệ các đoạn đê nguy hiểm và sơ tán nhân dân bị mắc kẹt. Hiện tại, khu phát triển đã cử 15 tổ công tác đến tận nhà điều tra tình hình thiên tai tại 12 thôn bị ngập lụt. Công tác phòng chống dịch bệnh vùng thiên tai đã được triển khai đầy đủ. Chia buồn, xoa dịu các nạn nhân, thống kê tình hình thiên tai, mọi công việc đang được tiến hành một cách mạnh mẽ và nhanh nhất. Tất cả những người được chuyển đến đều đã được tái định cư hợp lý, để họ có nước uống, thức ăn để ăn, điều trị y tế, quần áo để mặc và nơi ở. Thưa quý vị, theo blog chính thức của Cục Quản lý Khẩn cấp Thâm quyến,
vào tối ngày thứ Tư do chịu ảnh hưởng của sự hợp lưu của các luồng không khí lạnh và ấm. Thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, gió mạnh, dông bão và lượng mưa lớn xảy ra ở Thâm Quyến. Lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt đột ngột ở nhiều khu vực của Thâm Quyến, khiến một số khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở nhiều cống ở quận Phúc Điền và quận La Hồ bị ngập. Nhiều người chết hoặc mất liên lạc. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Phúc Điền, La Hồ, Bảo An, Quang Minh và các quận khác. Trong quá trình này, lượng mưa trung bình của thành phố là 40,6mm. Lượng mưa trung bình ở quận La Hồ là 65,0mm. Lượng mưa tối đa trong 10 phút ở quận La Hồ là 39,2mm và ở quận Phúc Điền là 39,7mm. Lượng mưa cực đoan và gần một nửa lượng mưa tập trung chỉ trong 10 phút, nó đạt đến sự kiện chỉ có một lần trong 50 hoặc 100 năm. Lượng mưa tối đa trong nửa giờ là 73,4mm, là mức lớn nhất cường độ mưa nửa giờ vào tháng này kể từ khi các hồ sơ khí tượng của Thâm Quyến. Các chuyên gia từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông và Đài quan sát khí tượng Trung ương đã mô tả lượng mưa là sự kiện thời tiết mưa cực lớn ngắn hạn ở Thâm Quyến. Cục khí tượng Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo sét trong thành phố lúc 19 giờ 10 phút ngày thứ Tư, cảnh báo gió mạnh và mưa đá lúc 20 giờ và cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 20 giờ 10 phút. Đồng thời, thành phố chuyển sang trạng thái cảnh báo mưa bão. Văn phòng Bộ Chỉ huy 3 phòng thủ Thâm Quyến đã ngay lập tức đưa ra phản hồi khẩn cấp cho những người chịu trách nhiệm phòng thủ của thành phố thông qua hệ thống phòng thủ của tỉnh. Trong số đó, trong dự án vận hành nạo vét mương thoát nước của khu vực khách sạn Hồ Tây và cải tạo lòng sông Bích Gia Sơn, đường Nam Bảo An, phố Quý Nghiên, quận La Hồ, trong số 25 công nhân tại chỗ, 7 người đã bị lũ cuốn trôi bất ngờ khi chuẩn bị sơ tán. Sau khi ứng cứu được 4 người đang nguy kịch, 2 người chết, 1 người mất tích. Trong dự án vận hành nạo vét cống ở phía bắc của công viên Tương Mi, đường Tương Mật Hồ, quận Phúc Điền, hơn 10 công nhân đã sơ tán sau khi nhận được thông báo cảnh báo. 4 công nhân đã bị lũ cuốn trôi và tử vong. 5 công nhân đang thực hiện công việc nạo vét khảo sát cống ngầm giữa đường Ái Quốc và đường Diên Hà. Ở giữa vành đai xanh ở phố Hoàng Bắc, quận La Hầu đã bị lũ cuốn trôi khi họ đang chuẩn bị sơ tán và 5 người đã bị cuốn trôi khi tìm thấy đã chết. Tính đến 23 giờ cùng ngày, đã có tổng cộng 10 người chết, 1 người mất liên lạc. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Ngay sau thiên tai, thành phố Thâm Quyến đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp tại chỗ để tổ chức ứng phó khẩn cấp và các bộ phận khác đã tiến hành tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, điều trị vết thương và các công việc khác. Các sở quản lý của tỉnh Quảng Đông đã cử nhân viên đặc biệt đến Thâm Quyến để hướng dẫn cứu hộ tại chỗ, đánh giá thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Thâm Quyến đã đầu tư tổng cộng 639 nhân viên cứu hộ, 17 phương tiện và một máy bay không người lái. Theo các yêu cầu, Thâm Quyến sẽ tăng cường hơn nữa giám sát thiên tai, cảnh báo và dự báo sớm, thực hiện điều tra và khắc phục các nguy cơ lũ lụt trong mùa lũ, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ huy và điều phối trong mùa lũ, tăng cường tuyên truyền và đào tạo về lũ lụt, kiểm soát an toàn trong mùa mưa lũ, nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với thành phố, dốc toàn lực nâng cao mức độ an toàn công cộng đô thị. Bắt đầu từ ngày thứ Năm, một đợt mưa lớn mới ở Nam Bộ tăng dần lên tuyến. Mặc dù mưa ở hầu hết các khu vực đã giảm dần từ ngày thứ Bảy, nhưng từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, miền Tây bắt đầu có mưa tăng cường. Trong 3 ngày tới, sẽ có mưa vừa đến mưa to ở các khu vực phía Đông Tây Nam Trung Quốc, Trung Tâm và Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc và Giang Hán. Trong đó, các khu vực thuộc lưu vực Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc và những nơi khác sẽ có mưa to hoặc mưa nặng hạt. Ngoài ra, trong ngày 29 tháng 8 và ngày 30 tháng 8, một số khu vực ở Tây Tạng, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Kể từ mùa lũ chính, lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử. Các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử phải hứng chịu lũ lụt với các mức độ khác nhau. Theo thống kê, trong 2 tuần qua, tổng cộng 129 trạm trên 76 con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo trở lên. Trong đó có 111 trạm vượt mức cảnh báo, 15 trạm vượt mức đảm bảo và 3 trạm vượt mức lịch sử. Trong những ngày qua, mực nước các sông hồ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn ở mức cao. Tại lưu vực Hồ Động Đình, nơi tình hình lũ lụt căng thẳng nhất, toàn bộ dòng sông Tương Giang nằm trên mức cảnh báo an toàn, hồ Hành Dương và hồ Tương Đàm nằm trên mức đảm bảo. Hiện tại mực nước cao nhất xuất hiện tại trạm Kỳ Lý Sơn, trạm kiểm soát của Hồ Động Đình. Lũ đang tiến về hạ lưu, mực nước tại trạm Hán Khẩu trên dòng chính sẽ tiếp tục lên chậm, tiếp tục lên đến khoảng ngày 30 tháng 8. Khi phạm vi báo động quá mức tối đa sẽ vào khoảng 1 mét. Mưa lớn cũng đã ảnh hưởng đến hơn 360.000 người ở Quảng Tây. Được biết, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến hầu hết Quảng Tây từ Bắc chí Nam và hơn 360.000 người ở 25 quận, huyện ở Liễu Châu, Quế Lâm, Bách Sắc và Hà Trì đã bị ảnh hưởng.
bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, Tây Giang, một trong những dòng chính của hệ thống sông Châu Giang, đã hình thành trận lũ số 1 trong năm nay. Lũ lụt vượt mức báo động đã xảy ra tại 72 trạm của 50 con sông, bao gồm sông Quý Giang và sông Liễu Giang, là các nhánh của sông Tây Giang. Theo giám sát của Bộ phận Thủy văn thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, mực nước của trạm Ngô Châu Tây Giang là 18,77m, cao hơn 0,27m so với mức lũ cảnh báo. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết trận lũ Tây Giang số 1 năm nay sẽ đi qua Quảng Đông vào ngày 29 tháng 8. Trong quá trình lũ đi qua, một số trạm thủy văn ở Quảng Đông sẽ vượt mực nước cảnh báo. Để đối phó với khả năng nước ngày càng tăng ở thượng nguồn, bắt đầu từ 3 ngày trước đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã hợp tác với nhiều sở để theo dõi mực nước của sông Tây Giang ở Quảng Đông, tập trung vượt lũ để phòng tránh tai nạn. Công tác cứu hộ trong mưa lớn được thực hiện tại nhiều nơi ở Nam Bộ, lũ ập vào thành biển cả mênh mông, làng mạc hóa đảo hoang. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thị trấn Sĩ Đường được bao phủ bởi một đại dương bao la và một số ngôi làng đã trở thành những hòn đảo biệt lập. Mới đây, tại Kim Hoa, Chiết Giang, lượng mưa lớn khiến mực nước sông tăng vọt. Tại một danh lam thắng cảnh giữa những ngọn núi tại địa phương, 4 du khách đã bị mắc kẹt trong một vọng lâu do nước lũ dâng cao. Thấy mực nước ngày càng dâng cao, cán bộ thôn Trần Quốc Lâm đến ứng cứu đã tìm một sợi dây và anh đã nhảy xuống nước để ứng cứu. Cảnh sát và mọi người đã đến ứng cứu, đã giúp đỡ những du khách bị mắc kẹt hạ cánh an toàn. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Vân Long, thị trấn Xiaomi, huyện Huệ Xương, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Bức tường một ngôi nhà của người dân ở làng Tạ Chí Phúc bị đổ và đứa con gái 15 tuổi của anh ta bị đè bẹp. Sau khi được nhận yêu cầu trợ giúp, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp địa phương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường. Do đất đá tràn vào nhà rất nhiều, một góc nhà đã bị cuốn trôi. Nếu sử dụng lực lượng cứu hộ cơ giới quy mô lớn có thể gây sập nhà. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể dùng phương pháp đào thủ công để cứu hộ. Sau gần 5 giờ nỗ lực cứu hộ, cô gái đã được giải cứu thành công. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thiên tai lũ lụt trên núi. Dự kiến đến 8 giờ tối ngày 29 tháng 8, khả năng xảy ra thiên tai lũ lụt ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương và những nơi khác. Hãy chú ý đến công việc phòng ngừa như giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, di chuyển và phòng tránh. Bão số 6 đang và sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc trong thời gian tới. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines, dự báo trong 12 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão số 7 của năm nay và áp sát vùng biển phía đông nam của Trung Quốc. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc có mưa rào rải rác, mưa to, đối lưu mạnh, cục bộ nên chúng ta cần hết sức cảnh giác. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!